YG Entertainment đang xem nhẹ màn comeback của Blackpink. Sau 2 năm vắng bóng trên đường đua âm nhạc, Blackpink đã chính thức trở lại với full album bon Pink. Tuy nhiên, cách làm việc của YG Entertainment lại gây nhiều tranh cãi. Bị nhiều người hâm mộ cho rằng đang xem nhẹ danh tiếng của Blackpink. Sau khi công bố danh sách bài hát của bon Pink, YG Entertainment vướng nhiều tranh cãi. Theo đó, full album trở lại sau 2 năm vắng bóng của Blackpink chỉ có vỏn vẹn 8 bài hát. Trong đó có hai ca khúc đã phát hành là Pink Venom và Ready for Love. Dù Jisoo, Rosé có tham gia viết lời cho E!E!E! Tuy nhiên, phần lớn vẫn phụ thuộc vào Teddy, bên cạnh đó. Khán giả còn thực hiện một phép so sánh rằng số bài hát của Blackpink trong 6 năm qua chỉ bằng lượng album của Taylor Swift. Chuyến lưu diễn toàn cầu của Blackpink cũng nhận phải nhiều ý kiến trái chiều sau khi công bố địa điểm tổ chức ở châu Âu và Bắc Mỹ. Người hâm mộ cho rằng những sân vận động mà YG Entertainment lựa chọn có quy mô chưa lớn, không phù hợp với danh tiếng Blackpink, trong khi YG Entertainment lại rêu rao đây là chuyến lưu diễn lớn nhất từ trước đến nay của nhóm nữ. Thu hút khoảng 1,2 triệu khán giả tham dự trước thềm comeback. Jennie vướng vào tin đồn hẹn hò với V BTS, vốn người hâm mộ của hai nhóm không hòa thuận nên nhiều tranh cãi. Đối đầu nhau đã nổ ra trước làn sóng tin đồn ngày càng dâng cao có thêm nhiều bằng chứng mới, YG Entertainment vẫn không lên tiếng đính chính hay xác minh sự thật. Điều này khiến khán giả không ngừng suy đoán, gây ảnh hưởng đến danh tiếng Jennie và lần comeback sắp tới của Blackpink. Trước thêm comeback, Jennie vướng vào tin đồn hẹn hò với về BTS, vốn người hâm mộ của hai nhóm không hòa thuận nên nhiều tranh cãi, đối đầu nhau đã nổ ra, trước làn sóng tin đồn ngày càng dâng cao, có thêm nhiều bằng chứng mới. YG Entertainment vẫn không lên tiếng đính chính hay xác minh sự thật. Điều này khiến khán giả không ngừng suy đoán, gây ảnh hưởng đến danh tiếng Jenny và lần comeback sắp tới của Blackpink.